chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy HC. Ngày hôm nay thì Thảo Nguyên sẽ đem đến những thông tin cực kỳ sốc cho quý vị và tất cả các bạn. Với chương trình Black Friday bùng nổ khuyến mãi trong năm ngày vàng từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 11, siêu thị điện máy HC giảm giá đến 50% rất nhiều các dòng sản phẩm. Và các bạn hãy cùng mình tìm hiểu các dòng sản phẩm đó nhé. Máy giặt Samsung VW80T 3020 VW, máy giặt Inverter 8 cân lồng ngang Samsung với các tính năng giặt cơ bản như giặt nước nóng, giặt hơi nước, 10 chương trình giặt giúp hỗ trợ các loại đồ khác nhau. Máy giặt lồng đứng Aqua AQ VW F85 FT, khối lượng giặt 8,5 cân, thiết kế mới năm 2020 với bảng điều khiển bên phải thuận tiện, dễ sử dụng và hạn chế nước rơi vào bảng mạch, lắp kính cường lực giảm tốc độ và tránh va đập, tính năng vắt cực khô giúp cho quần áo khô nhanh hơn, chế độ tự vệ sinh lồng giặt rất tiện lợi. Máy giặt lồng ngang Aqua AQD D1050N, 10 cân rưỡi, động cơ truyền động trực tiếp với hoạt động bền bỉ, êm ái, tiết kiệm điện, màu vàng kim sang trọng với vòng đệm kháng khuẩn và tính năng tự làm sạch mặt trong giúp cho khu vực của máy giặt luôn luôn sạch sẽ và hạn chế vi khuẩn nấm mốc. 16 chương trình giặt với bảng điều khiển lớn thuận tiện và dễ dàng sử dụng. Điều hòa Samsung AR13TX HICWK, với thiết kế ba lớn, miệng hút khí lớn giúp lấy không khí nhanh hơn, cánh quạt gió lớn giúp luồng khí mạnh hơn, miệng thổi khí lớn giúp làm lạnh nhanh hơn 43% so với các máy lạnh thông thường khác, công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện đến 73%, bảo hành 10 năm máy ném, 2 năm thân vỏ, hàng nhập khẩu Thái Lan và có các tính năng phụ như chế độ ngủ ngon, làm lạnh nhanh và tự vệ sinh điều hòa. Aqua Inverter AQR T329MAGB, thiết kế mặt kính cường lực đen sang trọng, tránh xước móc han dỉ, giúp không gian bếp trở nên tiện lợi. Ngăn tùy chỉnh nhiệt độ Melvin Room 5 trong 1 với cài đặt ngăn đông mềm âm 7 độ C, lưu trữ thực phẩm tươi ngon hơn. Bảng điều khiển cảm ứng tích hợp cửa trên tủ, giúp dễ dàng cài đặt nhiệt độ mong muốn mà không cần mở cửa tủ, góp phần tiết kiệm điện năng. Tủ lạnh 4 cánh Aqua AQR IG525AM, mặt kính đen sang trọng với thiết kế 4 cửa, ngăn đông chia làm 2 buồng giúp dễ dàng phân biệt các loại thực phẩm, tránh lẫn mùi và tiết kiệm điện. Bảng điều khiển cảm ứng với chế độ Smart, tự động điều chỉnh nhiệt độ từng ngăn, ngăn chứa thực phẩm khô ẩm riêng biệt, giúp lưu trữ thực phẩm đa dạng. Công nghệ Twin Inverter giúp tiết kiệm điện năng tối ưu. Tủ lạnh NT38K5982SL, với màu bạc tối giản phù hợp với mọi không gian và nội thất của căn nhà bạn. Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập với 2 quạt gió giúp ngăn lẫn mùi hiệu quả. Rau củ quả tươi ngon gấp 2 lần. Cùng hệ thống lấy nước mát bên ngoài, hệ thống làm đá tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn. Trên đây thì Thảo Nguyên đã giới thiệu đôi chút về những sản phẩm đang chạy giá sốc của siêu thị điện máy HC, và còn rất nhiều những dòng sản phẩm cũng đang giảm giá kịch sàn. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới.